xuất hiện rồi mang đi mất người quan trọng nhất.
ai hết. Đời mình là bấp bênh, ra cái gì yêu vào khổ người ta. Chạy theo những cuộc vui, chúng ta giờ phải nói rồi. Anh biết làm sao để buông tay người mình yêu, để sẽ nhớ nhau thêm. Mình anh lê bước trong đêm, có nói đau đâu bằng nỗi đau em lừa dối. Em.
giao nắng đã lên đây mới đón chào bố chỉ lắng nghe sắc vùng cao mời em về quê anh đang đông mùa tân tung ra giá nhịp nhàng hội trống chiêng rộn vang khắp làng uống rượu cần anh say bóp nắng đến đây em say tình người và tiếng ca núi cao của anh kế đang nhà gương của làng để thấy cha ông ta một thời vẻ vang sáng xuân biên cương đại ngàn rồi ấm thêm mối tình dần quên đến đây tay mắt bạn bè xung quanh bốn bề màu xanh cũng dần mời anh về quê anh là cái thu sướng trên bay khắp nơi mịt mù bao chân không di tích lịch sử vang vọng đất trời sông hồ biển núi mong em về quê anh làm giàu hai đứa chung sống đến bao lâu em hãy theo anh lên đại ngàn lãnh xa vô thị đi tìm yên bình
người ta nói nhất vợ nhìn trời, điều này xác định là không ai được luôn. Nếu như tao rứng người là hứng như hoa thì phải nghe lời vợ nếu như muốn được thương. Thôi chưa vợ thì mọi thứ tự lo, thoải mái muốn gì làm đó. Cuộc sống chẳng có ai làm khó, kể từ khi có vợ là mình mất tự do. Mà suy đi thì cũng phải nghĩ lại, vợ khó thế nào thì cũng chỉ vì lo. Lúc cưới vợ thì có mấy chị vàng, giờ ngồi tính lại cũng lời to. Chân con cơm nước là công việc ấm giường, nên đôi khi vợ cứ mình nắng thắng thường mình những chút xíu không có gì thiệt thòi, miễn là hạnh phúc được rồi mấy ông ơi. Sống hai đứa đu đây ra đường làm ông to ông lớn, nhưng về nhà phải nghe lời em. Tiền em là của em, còn tiền anh là của em luôn. Mỗi tháng đi làm tiền ngừng đưa hết em ơi thương. Cơm nước ở nhà em lo, anh đau anh bình em lo. Em là nóc nhà cho che